Hôm trước ta đã chữa đến bài tập 4 rồi. Có ai hỏi gì thêm không? Không ai hỏi gì thêm nên chúng ta sang chữa bài tập 5. Bài tập 5 thì chính là tiếp tục của bài tập 1. Bài tập 1 thì chúng ta đã tính các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo quả hoạt động kinh doanh. Sang bài tập 5 thì người ta yêu cầu là tính các chỉ tiêu đánh giá mức độ đầy đủ về vốn, các chỉ tiêu về công nợ và dự phòng nghiệp vụ 5N của doanh nghiệp BIDV. Xong rồi đến ý B thì người ta yêu cầu là chúng ta kết hợp với cái bảng các cái tỷ lệ tham chiếu rồi đưa ra những cái nhận xét đánh giá về năng lực vốn công nợ. Thì tiếp tục tính các chỉ tiêu có nghĩa là chúng ta tính ba nhóm chỉ tiêu đấy, các chỉ tiêu về vốn, các chỉ tiêu về công nợ, các chỉ tiêu về dự phòng nghiệp vụ. Nhất A nhỏ là tính các chỉ tiêu đầu tiên là các chỉ tiêu đánh giá mức độ đầy đủ về vốn. Chỉ tiêu thứ nhất là thay đổi vốn chủ sở hữu. Thì lấy vốn chủ sở hữu 5N trừ đi năm trước. Chúng ta xem trên bảng cân đối kế toán phần nguồn vốn. Rồi chia cho vốn chủ sở hữu năm trước tất cả nhân 100%. Thì tôi tính là được bằng 1%. Chỉ tiêu thứ hai là tổng phí bảo hiểm trên vốn chủ sở hữu. Thì ta lấy tổng phí, tức là ta lấy kết quả của bài tập 1 chia cho vốn chủ sở hữu nhân 100% và 101%. Chỉ tiêu tiếp theo là phí giữ lại trên vốn chủ sở hữu. Thì cũng lấy phí giữ lại kết quả của bài tập 1 chia vốn chủ sở hữu nhân 100% bằng 79%. Là chị Phương Thảo 30 lớp là tập 1 kia có về có làm thấy giống như này không? Em với thầy là có ạ. Nghĩa là làm giỏi đến tiếp theo để tính trợ vốn thì ta phải tính phí nhượng tái. Phí nhượng tái chưa được hưởng thì lấy toàn bộ phí nhượng tái mà ta tính được ở bài tập 1 này, nhân với cái tỷ lệ phần chưa được hưởng này. Thì cái tỷ lệ đó chính là cái tỷ lệ mà tính dự phòng phí chưa được hưởng. Theo đầu bài cho là 42%. Kết quả là bằng 201809195. Trợ vốn thì chính là phí hiện tại chưa được hưởng nhân với tỷ lệ hoa hồng. Đề bài anh cho là 25%. Thì ra phần trợ vốn là 50452299. Do vậy tỷ lệ trợ vốn trên vốn chủ sở hữu của anh sẽ bằng 50452299 chia cho vốn chủ sở hữu rồi nhân 100% bằng 2,3%. Đây là các chỉ tiêu phản ánh mức độ đầy đủ về vốn.
Bây giờ đến các chỉ tiêu công nợ và thanh khoản. Để ta tính được chỉ tiêu nào, những số liệu cho thì ta sẽ tính thôi. Thì ta tính được ba chỉ tiêu ở trong các cái chỉ tiêu khác, nhất là khả năng thanh toán hiện hành bằng tổng tài sản chia cho nợ phải trả. Ta xem ở trong bảng cân đối kế toán nhân 100%, kết quả bằng 241%. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn thì bằng tài sản ngắn hạn, ta cũng lấy ở trên bảng cân đối kế toán chia cho nợ phải trả ngắn hạn bên phần nguồn vốn nhân với 100%, kết quả bằng 432%. Khả năng thanh toán nhanh tiền và tương đương tiền 199.504.644 chia cho phải trả ngắn hạn 542.210.827 nhân 100% bằng 37%. Thanh toán hiện hành thì cũng tương đối lớn, nhưng mà khả năng thanh toán nợ ngắn hạn thì rất cao. Rất cao là do nó có cái tài sản ngắn hạn là lớn, và sở dĩ tài sản ngắn hạn lớn là do có cái phải thu là lớn, trong khi khả năng thanh toán nhanh thì thấp vì tiền và tương đương tiền thấp. Cho nên là cái chính cái tài sản ngắn hạn là nó và cái phải thu ngắn hạn là nó làm cho cái khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nợ ngắn hạn này cao. Thứ ba là các chỉ tiêu về dự phòng nghiệp vụ. Thứ nhất là tỷ lệ dự phòng nghiệp vụ trên vốn chủ sở hữu. Thì ta lấy tổng dự phòng nghiệp vụ ở bên phần nguồn vốn chia cho vốn chủ sở hữu nhân 100% bằng 46%. Tỷ lệ dự phòng nghiệp vụ trên phí giữ lại, dự phòng nghiệp vụ thì biết rồi, phí giữ lại lấy ở bài tập 1 nhân 100% bằng 59%. Dự phòng phí trên phí giữ lại thì dự phòng phí cũng lấy số liệu trên phần nguồn vốn giữ lại ở bài tập 1 rồi nhân 100% bằng 42%. Vậy doanh nghiệp sử dụng phương pháp 42% để trích lập dự phòng phí, và bây giờ có dự phòng phí trên phí giữ lại bằng 42% thì đấy đúng là sử dụng phương pháp này thật. Nếu mà có xem thì chỉ có xem cái phí giữ lại này tính được chưa. Đây trên thực tế. Tiếp theo là tỷ lệ dự phòng bồi thường những phí được hưởng, thì lấy dự phòng bồi thường cũng ở trên bảng cân đối kế toán về nguồn vốn phí được hưởng thì tính ở bài tập 1 rồi nhân 100% bằng 7%. Đấy là ý A, tính các chỉ tiêu phản ánh mức độ đầy đủ về vốn, về công nợ, về dự phòng nghiệp vụ. Bây giờ để đưa ra những nhận xét đánh giá thì chúng ta phải lập cái bảng tham chiếu IB kết hợp với những tỷ lệ tham chiếu và đưa ra nhận xét.
Nên ta phải lập bảng này để các anh chị mà như tôi chữa này mình nhanh ấy, thì cái lúc mà tôi chuyển cái file đề bài ấy, là chúng ta in ra, rồi bây giờ chúng ta sẽ ăn. Thì trong cái bảng in đấy thì tôi đã cho các cái tỷ lệ của ngành tức là bình quân của thị trường này, thị trường trong nước. Thế còn cái tỷ lệ tiêu chuẩn này thì hôm trước tôi nói là như là trên thị trường thế giới. Thế thì bây giờ tao chỉ có ghi thêm cái kết quả của 5N này thôi, tao được tính được. Và khi làm bài thi thì chúng ta cũng phải lập cái bảng như thế nào. Tập bài người ta phản ánh. Làm bài thi thì ta có thể là không không cần cái cột n 5n 1 nữa, chỉ cần cái cột 5n thôi. Cái phần nhận xét đánh giá thì có 3 nhóm chỉ tiêu. Nên ta cũng có 3 nhận xét. Nhận xét thứ nhất là chính là cái phần về vốn này. Người ta nhận xét là các chỉ tiêu về vốn đều trong ngưỡng an toàn, thấp hơn mức bình quân của ngành và tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn là của quốc tế. Chứng tỏ doanh nghiệp bảo hiểm mới đi vào hoạt động thận trọng và quan tâm tới việc tăng vốn, thì đấy là một khả năng. Thế nhưng mà nếu doanh nghiệp lại là đi vào hoạt động lâu năm rồi thì doanh nghiệp này lại là chưa chú ý đến việc mở rộng thị trường, có nghĩa là doanh thu thấp đấy. Đấy, nên là hoặc là mới đi vào hoạt động hoặc là chưa chú ý đến việc mở rộng thị trường. Thế thì hai cái dòng cuối này chính là gợi ý giải pháp là doanh nghiệp bảo hiểm cần quan tâm và thực hiện các biện pháp tăng doanh thu. Quan tâm và thực hiện các biện pháp tăng doanh thu. Đây, ta nhìn lại cái bảng này, này. Ở phần vốn và khả năng thanh toán này. Tổng phí bảo hiểm với vốn chủ sở hữu 101, trong đó cùng ngành là 297 và cho phép tới 900, như vậy doanh nghiệp là quá nhỏ. Phí giữ lại trên vốn có 79, cùng ngành 189, cho phép tới 300. Trợ vốn của ngành là 6%, trong doanh nghiệp có 2,3 và tiêu chuẩn thì có thể tới 15%. Như vậy là doanh nghiệp này hoặc là mới vào hoạt động thì đương nhiên là phí thu nó ít, hoặc là đang hoạt động rồi thì không quan tâm tới việc, tức là chưa đầu tư đúng mức tới việc mở rộng thị trường. Thế nên là biện pháp là cần phải quan tâm đến việc thực hiện các biện pháp tăng doanh thu. Để nhận xét thứ nhất là về vốn, nhận xét thứ hai là về công nợ. Thì ta lại phải xem lại bản cân đối kế toán đấy. Thì ta thấy là do khoản phải thu khách hàng lớn, phải thu trên tài khoản 131
chiếm tới 746 tỷ 083 938 tiền và tương đương tiền nhỏ có 199.504.64. Trong khi phải trả cho người bán ở mức chấp nhận được là 337.263.291. Nên khả năng thanh toán nợ ngắn hạn cao và khả năng thanh toán nhanh thấp. Nợ phải trả thì vừa phải, nhưng mà phải thu thì lớn nên nó kéo theo tới tài sản cũng lớn. Cho nên là nó làm cho khả năng thanh toán hiện hành cao, rồi tài sản ngắn hạn cũng cao, bởi vì phải thu này đều là phải thu ngắn hạn. Nó tới 432%. Thế còn thanh toán nhanh thì thấp 37%. Cái điều này chứng tỏ là doanh nghiệp bảo hiểm đang bị chiếm dụng vốn. Đang bị chiếm dụng vốn có nghĩa là đang có các cái khoản phải thu là quá lớn. Phải thu mà lớn thì có nghĩa là bị doanh nghiệp khác chiếm dụng vốn của mình. Thế còn phải trả mà nhiều thì có nghĩa là mình đi chiếm dụng vốn của doanh nghiệp khác nhiều. Hay nói khác là đòn cân nợ lực. Và biện pháp là cần quan tâm và có biện pháp quản lý chặt chẽ các khoản phải thu. Có nghĩa là khi mà bán dịch vụ là phải hạn chế cho khách hàng chịu. Và nếu có cho chịu thì phải đôn đốc đi thu tiền để khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp, chứ không để tình trạng phải thu quá lớn. Như hôm trước tôi ví dụ như cái chị, ví dụ như là chị Bùi Lệ này, là bán thịt lợn, đi bắt lợn người ta thì trả tiền ngay, thế còn về làm thịt lợn lại bán cho cái người mua thịt để bán chị. Thế thì bán buổi sáng hôm chiều chị phải cắp sổ, chị đi chị đòi tiền. Đấy là quan tâm và có biện pháp quản lý chặt chẽ các khoản phải thu. Đấy, khi người ta nhận xét thì người ta phải nhìn sang cả các khía cạnh khác. Giờ đến cái ý nhận xét thứ ba là về dự phòng nghiệp vụ. Các chỉ tiêu về dự phòng nghiệp vụ đều thấp hơn mức bình quân của ngành. Nếu không phải do mới đi vào hoạt động thì doanh nghiệp cần thận trọng xem xét lại phương pháp tiếp nhận. Ta thấy tỷ lệ dự phòng nghiệp vụ trên vốn chủ sở hữu này của doanh nghiệp có 46%, trong khi của ngành là 158%, gấp đến 3 lần, gần 4 lần. Dự phòng nghiệp vụ trên phí giữ lại 59% của thị trường là 83%. Dự phòng phí doanh nghiệp 42 nhưng mà thị trường là 48. Bồi thường trên dự phòng bồi thường trên phí được hưởng thị trường là 14, doanh nghiệp có 7, tức là đều thấp, thậm chí là rất thấp. Thế thì nếu mà mới đi vào hoạt động thì đương nhiên người vụ là ít rồi, còn nếu mà đang hoạt động và dự phòng người vụ ít này thì phải xem xét lại phương pháp thiết lập là có phù hợp hay không, phù hợp hay chưa. Đấy là xong bài tập năm. Có anh chị nào hỏi gì thêm? Xung quanh nhà tôi người ta đang có cái nhà người ta sửa nên nó hơi ổn.
Bài tập 6 thì tiếp bài tập 1 và yêu cầu là tính các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh. Hiệu quả thì có hai phần, đó là các chỉ tiêu về hoạt động và các chỉ tiêu về hiệu quả. Như trước tôi nói, nếu mà tính khả năng sinh lời thì cũng phải tính các chỉ tiêu về hoạt động và tính các chỉ tiêu về khả năng sinh lời. Đối với nhiều cổ phần thì khi tính khả năng sinh lời còn phải thêm 3 chỉ tiêu nữa. Nhưng để tính các chỉ tiêu về hoạt động thì chúng ta phải tính các chỉ tiêu của năm trước, năm nhân lời trừ 1. Nên là đầu tiên ta phải tính phí nhuận tái năm nhân lời trừ 1. Thì ta cũng lấy hoa hồng chia cho tỷ lệ hoa hồng. Kết quả là phí nhuận tái bằng 446, 592, 343. Phí bảo hiểm gốc 5N trừ 1 thì đây phí thu được trừ đi phần cái trong ngoặc này là lấy phần có khoản giảm trừ trừ phí hiện tại, nên khác là trong ngoặc này chính là phần hoàn phí, giảm phí và giảm trừ khác. Thì phí gốc sẽ là 209.18.17.3.11. Phí giữ lại thì chúng ta có thể lấy 209.18.17.3.11 trừ đi phí nhượng giá thì nó cũng ra kết quả là 1.645.224.963. Nhưng mà có thể tính bằng cách là lấy tổng phí thu rồi trừ đi tổng các khoản giảm trừ gồm có hoàn phí, giảm phí và phí nhượng giá thì nó cũng bằng 1.645.224.963. Hai bộ chỉ cho bạn để muốn tính thế nào được đây là kết quả như nhau. Đây là tính các cái chỉ tiêu của 5N trừ 1 làm cơ sở cho việc tính các chỉ tiêu về hoạt động. Đây, chỉ tiêu về hoạt động thứ nhất là thay đổi tổng phí bảo hiểm. Thì lấy tổng phí bảo hiểm 5N chia cho 5N trừ 1 nhân 100% bằng 105%. Thay đổi phí giữ lại thì lấy phí giữ lại 5N ta đã tính ở bài tập 1 thì chia cho phí giữ lại 5N trừ 1 vừa tính ở trên nhân 100% bằng cũng bằng 105%. Tỷ lệ giữ lại thì lấy phí giữ lại 5N chia cho tổng phí 5N nhân 100% bằng 7,8%. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả. Thứ nhất là tỷ lệ bồi thường. Để bồi thường thì lấy bồi thường phát sinh tính ở bài tập 1 này, chia cho phí được hưởng nhân 100% bằng 47,94%. Tỷ lệ chi phí hoạt động thì lấy chi phí hoạt động cũng đã tính ở bài tập 1 rồi, chia cho phí được hưởng cũng tính ở bài tập 1 rồi, nhân 100% bằng 51,86%. Tỷ lệ kết hợp thì ở đây tôi tính 1.664.52.041 chính là bằng bồi thường phát sinh cộng với chi phí hoạt động thì nó bằng, còn mẫu số thì nó cũng chính là phí được hưởng nhân 100% bằng 99,8%. Hoặc có thể tính một cách khác là lấy tỷ lệ bồi thường 47,94 cộng với tỷ lệ chi phí hoạt động 51,86 thì nó cũng bằng là 99,8. Tỷ lệ kết hợp thì chính là bằng tỷ lệ bồi thường cộng với tỷ lệ chi phí hoạt động. Vậy ai tính cách nào được? Thế
là xong bài 6. Có ai hỏi gì thêm không nhỉ? Bài 7. Doanh nghiệp này là doanh nghiệp cổ phần đã lên sàn giao dịch chứng khoán và người ta cho biết là giá cổ phiếu 18.000 đồng. Bây giờ hãy tính các chỉ tiêu chủ yếu có thể tính được 5 nhân L trừ 1 của doanh nghiệp PDX. Nên những số liệu cho tính được chỉ tiêu nào được tính. Thế rồi kết hợp với các tỷ lệ tham chiếu tiêu chuẩn và ngành kinh doanh đưa ra nhận xét về dự phòng nghiệp vụ. Tôi cho biết rằng như là tỷ lệ trích lập dự phòng phí là 50%, lãi đầu tư là 10%. Thì bài này nó có cái điểm khác so với các cái bài khác ấy. Đó là khi số liệu người ta cho thì ví dụ như là phần giảm trừ để tính thu phí bảo hiểm gốc ấy, thì người ta đã cho rõ ra rồi là gồm có giảm phí, hoàn phí rồi giảm trừ khác, là ta phải cộng ba số này lại rồi lấy gì ạ bảo hiểm gốc trừ đi phần này thì nó mới là doanh thu phí bảo hiểm gốc. Gốc có nghĩa là cuối năm trước hay nay khác là đầu năm nay của 5N trừ 1 đấy. Thế còn 5N thì chính là năm nay. Đấy, ta lưu ý lấy số liệu. Đây là một điểm khác. Một điểm nữa đó là khi mà tính chi bồi thường này, thì người ta phải lấy chi bồi thường trả tiền bảo hiểm rồi phải cộng với các cái khoản chi mà khi có rủi ro xảy ra. Thì trong này người ta đã cho rõ là các khoản chi đây, chi khác thì người ta chỉ rõ là chi giám định, chi đời người thứ ba này, chi xử lý hàng bồi thường 100%. Đấy, ta phải cộng với ba cái khoản chi này, thế rồi lại trừ đi các khoản thu để giảm chi nhưng mà không gồm thường hiện tại thì ta lại phải lấy thu là người thứ ba thu xử lý hàng bồi thường 100%. Người ta trừ đi thì nó mới ra được chi bồi thường. Và khi tính chi phí hoạt động này, thì ta lấy chi khác của hoạt động kinh doanh nhưng mà ba cái khoản mà nằm trong chi khác trên báo cáo này, thì ta lại tính vào chi bồi thường rồi, cho nên là khi tính chi khác ta phải lấy cái số liệu này ta loại trừ đi cái phần chi đã tính vào chi bồi thường rồi, thì cái phần còn lại nó mới là chi khác. À, nó tùy theo cái bản cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà chúng ta làm. Tôi sẽ tìm hiểu bài 7. Đầu tiên là tính các chỉ tiêu chủ yếu đấy, của 5N trừ 1 và đơn vị là triệu đồng. Thì phần thứ nhất là các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo của hoạt động kinh doanh. Thứ nhất là phí bảo hiểm gốc 5N trừ 1. Phí thu 599,726 trừ cái khoản giảm phí hoàn phí rồi giảm trừ khác, thì lúc nãy tôi vừa nói rồi, của 5N trừ 1 là bằng 597,106. Đấy, tổng phí thì ta cộng với phí nhận tài, phí giữ lại thì ta lại trừ đi phí nhận tài, phí được hưởng thì ta trừ đi phần tích lập thêm dự phòng phí.
Đấy là các chỉ tiêu trong báo cáo và hoạt động kinh doanh. Và đến nhóm chỉ tiêu tiếp theo trong báo cáo và hoạt động kinh doanh liên quan đến bồi thường, đó là chi bồi thường trả tiền bảo hiểm gốc. Như lúc nãy tôi chỉ ra bằng chi bồi thường, xong rồi cộng với ba khoản chi phí mà phát sinh khi có rủi ro xảy ra, là giám định này, chi ở người thứ ba, chi xử lý hàng bồi thường 100%, trừ đi các khoản giảm trừ thì gồm có thu lần người thứ ba và thu xử lý hàng bồi thường 100%. Và ta lưu ý là ba khoản chi phí này, này thì cộng lại là bằng 5010. Thì lúc nữa ta tính cái chi khác, ta sẽ loại 5010 rồi nhé. Và kết quả là bằng 280006. Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại thì bằng bồi thường gốc cộng với bồi thường nhận tái trừ đi thu bồi thường hiện tại, sẽ bằng 227476. Bồi thường phát sinh thì bằng bồi thường giữ lại. À, trong trường hợp này là dự phòng bồi thường phải được hoàn nhập cho nên nó giảm, là trừ đi 19551, nên chi bồi thường phát sinh chỉ còn là 207925. Các chỉ tiêu tiếp theo trong báo cáo của hoạt động kinh doanh, chi phí hoạt động, đấy, lấy tổng chi khác 56600 trừ đi ba chi phí mà đã tính vào chi bồi thường, chúng ta thấy nói là 5010 cộng với chi phí bán hàng 51713 cộng với chi phí quản lý doanh nghiệp trừ đi hoa hồng nhiệm tái trừ đi thu khác, kết quả là bằng 158104. Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm thì lấy doanh thu được hưởng trừ đi bồi thường phát sinh trừ đi chi phí khác, trừ đi chi phí hoạt động, kết quả là bằng 39017. Lợi nhuận thì cũng hoạt động, người ta không tính được thì chưa tính được cái đầu tư từ dự phòng nghiệp vụ cho nên ta bỏ qua, tức là không tính. Đấy là 10 chỉ tiêu trong báo cáo và hoạt động kinh doanh. À, có ai hỏi gì thêm không? Bây giờ đến nhóm thứ hai, đó là các chỉ tiêu phản ánh mức độ đầy đủ về vốn. Thay đổi vốn chủ sở hữu chưa tính được thì tôi đã bỏ qua. Giờ đến tổng phí trên vốn chủ sở hữu, thì ta lấy tổng phí vừa tính được ở trên vốn chủ sở hữu, ta xem trên bảng cân đối kế toán 11427 nhân 100% bằng 557%. Phí bảo hiểm giữ lại trên vốn chủ sở hữu, lấy phí giữ lại vừa tính ở trên 489290 chia vốn chủ sở hữu 11427 nhân 100% bằng 428%. Giờ đến chỉ tiêu trợ vốn thì đầu tiên ta phải tính phí nhượng tái chưa được hưởng, lấy phí nhượng tái
trong báo cáo và hoạt động kinh doanh 147080 của năm N-1 nhân với tỷ lệ mà dùng để tính dự phòng phí, tức là cái tỷ lệ chưa được hưởng là 50%, kết quả 73540. Trợ vốn thì bằng phí nhượng tái chưa được hưởng nhân với tỷ lệ hoa hồng nhượng tái. Tỷ lệ hoa hồng nhượng tái thì ta lấy phần hoa hồng thu hoa hồng nhượng tái trên phí nhượng tái thì nó ra được tỷ lệ hoa hồng nhượng tái bình quân, và chúng ta tính ra trợ vốn bằng 16970/5. Do vậy tỷ lệ trợ vốn trên vốn chủ sở hữu thì lấy trợ vốn chia cho vốn chủ sở hữu nhân 100% bằng 14,9%. 14,9%. Bây giờ đến nhóm các chỉ tiêu về dự phòng nghiệp vụ. Tỷ lệ dự phòng nghiệp vụ thì lấy tổng dự phòng nghiệp vụ trên bảng cân đối kế toán phần nguồn vốn 280429 chia vốn chủ sở hữu cũng trên bảng cân đối kế toán nhân 100% bằng 245%. Tỷ lệ dự phòng nghiệp vụ trên phí giữ lại, lấy dự phòng nghiệp vụ trên phí giữ lại nhân 100% bằng 57,3%. Tỷ lệ dự phòng phí trên phí giữ lại, lấy dự phòng phí ở bảng cân đối kế toán chỉ tiêu dự phòng phí bên nguồn vốn phí giữ lại ta tính ở trên nhân 100% 37,6%. Dự phòng bồi thường trên phí được hưởng, lấy dự phòng bồi thường trên bảng cân đối kế toán chia phí được hưởng được tính ở trên nhân 100% bằng 7,5%. Thế nào chị Thúy Hằng số 10 là tầng 1 về con làm tính được thế này không? Em có ạ. Tính được hết giống như này à? Thế là đi thi là làm bài tốt rồi thì. Giờ đến các chỉ tiêu về hiệu quả. Thứ nhất là tỷ lệ bồi thường, lấy bồi thường phát sinh ta vừa tính ở trên chia cho phí được hưởng nhân 100% 51,3%. Tỷ lệ chi phí hoạt động thì lấy chi phí hoạt động chia cho phí được hưởng nhân 100%. Các anh chị mà làm dưới dạng phân số thì không cần phải có cái ngoặc này đâu, cho tôi viết ngang hay tôi viết ngoặc để cho nó rõ, bằng 39%. Tỷ lệ kết hợp thì cộng 2 tỷ lệ trên, tức là 51,3 cộng 39 chính là bằng 90,3%. Tỷ lệ kết hợp như này là hàm ý là kinh doanh bảo hiểm là doanh nghiệp này lãi hay lỗ? Chị Thảo 26 là bằng 2 rồi. Em thấy là lỗ ạ. Sao lại lỗ? Đấy, hôm trước giảng tôi đã nói rồi mà. Bây giờ lại tính rồi. Phí được hưởng của người ta là 405046. Bồi thường trên nó mới chiếm 51% cộng với hoạt động mới có 39%, tổng cộng với như vậy tổng cộng chi phí là mới có 90,3% thì nó phải lãi chứ.
chị có tổng một khoản tiền mà chị lấy gọi là tiền chị đi mua thịt, tiền chị đi mua rau, thế thì nó chưa đến 100% thì chị trong túi vẫn còn tiền. Có thế thì mà lại hôm trước nói về các cái tỷ lệ này là tôi đã nói là nếu mà tỷ lệ kết hợp nhỏ hơn 100% thì hàm ý có nghĩa là về hoạt động kinh doanh là sẽ gì ạ, lãi lớn hơn 100% thì sẽ lỗ, nhưng mà lỗ thật không thì nó lại đến khi mà tính các chỉ tiêu về khả năng sinh lời thì người ta lại lấy lợi nhuận sau thuế là của toàn doanh nghiệp thì nó lại tính đến cái khâu đầu tư, tức là có lợi nhuận tài chính lợi nhuận khác rồi. Nhưng mà nếu mà tính riêng về kinh doanh đấy, là khi có tỷ lệ kết hợp mà lớn hơn 100% có nghĩa là đã lỗ rồi. Tỷ số lợi nhuận đầu tư thì ta chưa tính được thì thôi bỏ qua. Bây giờ đến các chỉ tiêu về khả năng sinh lời. Chỉ tiêu thứ nhất là chỉ tiêu tỷ số lợi nhuận trên doanh thu, cái này khác là ROS đấy. Thì bằng lợi nhuận sau thuế 25046 và xem trên báo cáo có hoạt động kinh doanh 25046 đấy. Thì chia cho thì mẫu số ấy là gồm doanh thu thuần, thế rồi doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh, rồi doanh thu và thu nhập khác, thì tất cả nhân 100%. Nhưng mà doanh thu của hoạt động kinh doanh ấy, thì ta lại lưu ý là trong hàm ý của người ta muốn nói là cái tiền mà bán sản phẩm thu được. Đã. Thế thì trong bảo hiểm này là nó có một cái khác biệt so với doanh nghiệp khác, đó là ở trên này là ta có chỉ tiêu là doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đấy 442089, nhưng mà đây là nó đã bị loại trừ một khoản lớn, đó là dự phòng phí đó, thiết lập thêm. Cho nên cái phần này cũng chính là cái phần mà do doanh nghiệp đã bán ký kết các hợp đồng bảo hiểm, tức là bán sản phẩm thu được tiền, cho nên để phản ánh đúng thì người ta phải cộng hai khoản này lại thì nó chính là cái khoản doanh thu mà doanh nghiệp bán hàng được. Cho nên ở đây ta phải lấy là 442089 cộng với cái phần trích lập dự phòng thêm dự phòng phí rồi cộng với doanh thu hoạt động tài chính cộng với thu nhập khác thì ở mẫu số tổng cộng sẽ là 547970, rồi tất cả nhân 100% ra được tỷ lệ là 4,6% và OF khoảng 4,6%. Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thì lấy lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu nhân 100% bằng 22%. Chỉ tiêu thứ ba là tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản. Cái chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu này chính là chỉ tiêu tiêu R gì đây? Các anh chị. Người ta viết tắt tiếng Anh là gì đây? Chỉ tiêu này là ROS, thế còn chỉ tiêu này là R gì? Và chị Kim Anh số 2 lập ở một đây này. Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu viết tắt tiếng Anh là chỉ tiêu gì?
Thì đấy, tôi thấy bật tiếng rồi mà sao không thấy nói gì thế? Em thấy nó là rồi ạ. Bây giờ mới được nhắc đấy à? Đầy đủ tiếng Anh là người ta biết như thế nào? Return on equity. Mà chỉ tiêu trên là gì? ROS. Thế chỉ tiêu tỷ suất trên tổng tài sản này là gì? ROA. Đấy, đây chính là chỉ tiêu là ROA đấy, Return on Asset. Nếu bằng lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản nhân 100% 5,6%. Còn cân nợ với tổng tài sản trên vốn chủ sở hữu 391,3%. Nói chung là doanh nghiệp này là cũng là nợ đầm đìa, có một cái nhà thì nợ ba cái nhà. Nhóm chỉ tiêu cuối cùng là các chỉ tiêu đối với doanh nghiệp cổ phần, thì trong này không thấy nói gì đến cổ phiếu ưu đãi, có nghĩa là không có cổ phiếu ưu đãi, chỉ có cổ phiếu thường. Thì suất sinh lời trên cổ phiếu thường lấy lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư của chủ sở hữu, người ta lại xem trong bảng cân đối kế toán phần nguồn vốn là 72787. Đây này. Ta lưu ý là vốn chủ sở hữu khác với cả vốn đầu tư của chủ sở hữu. Vốn đầu tư của chủ sở hữu chính là cái vốn góp ban đầu ấy. Và nó có thể được bổ sung thêm đối với công ty cổ phần, nhưng mà nó được tính trên cái mệnh giá của cổ phiếu là 10.000. Thế còn là vốn chủ sở hữu thì nó gồm nhiều khoản, đấy như là ta thấy như chênh lệch tỷ giá, là quỹ đầu tư phát triển dự trữ bắt buộc, lợi nhuận chưa phân phối. Và nhiều doanh nghiệp khi mà bán cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thì phải ghi 10.000 trên cái và 10.000 này là được ghi vào vốn đầu tư của chủ sở hữu. Tức là nếu mà trên kế toán là ghi vào bên có tài khoản 411 một, thế nhưng nếu mà bán được 15.000 thì 5.000 đấy người ta gọi là tăng dư vốn cổ phần, thì lại ghi vào bên có của tài khoản 411 nhưng mà 412. Thế nếu có thặng dư vốn cổ thì nó sẽ có chỉ tiêu thứ hai ở đấy. Thế nên là vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp cổ phần này là chỉ cái phần vốn mà tương ứng mệnh giá của cổ phiếu là 10.000, và nó là cái phần vốn ban đầu của doanh nghiệp. Còn nếu doanh nghiệp cổ phần thì khi phát hành thêm thì mới gì ạ, mới được ghi thêm. Đấy, nó khác với vốn chủ sở hữu. Cái suất sinh lời cổ phiếu thường là bằng 34,1%. Số lượng cổ phiếu thì đây là đơn vị là triệu đồng, cho nên ta lấy 72787, mỗi cổ phiếu mệnh giá là 10.000, nên ta lấy tổng vốn đầu tư của chủ sở hữu này chia cho mệnh giá cổ phiếu triệu đồng, tức là bằng 10.000 đồng mà quy ra triệu là bằng 0,01, cho nên là số lượng cổ phiếu phát hành sẽ là 7.278.700 cổ phiếu. Đấy, doanh nghiệp này đã phát hành là hơn 7 triệu cổ phiếu. Bây giờ mình lấy cái
lợi nhuận sau thuế ta tính ra đồng, tức là ta phải thêm 6 số 0 vào lợi nhuận. Ta mới chia cho số lượng cổ phiếu là 72, 78, 700. Thì ra lãi cơ bản như cổ phiếu. Đấy. Tôi tính được là 3.441 đồng trên cổ phiếu. Hay là người nào tính khác đi thì lấy 10.000 đồng nhân với 34,4%. 4 đây là làm tròn số, thì còn nó là 41. Thì nó sẽ ra được là mỗi cổ phiếu mệnh giá là 10.000 thì sẽ có thể thu được lại, nếu mà chia lại hết là 3.441 đồng. Như vậy là suất sinh lời cổ phiếu thường này của doanh nghiệp này là cao hay thấp các anh chị? Suất sinh lời là cao hay thấp? Thì hiện lớp là tầm 1-11 đây này. Em thưa thầy là cao ạ. So với cái gì thì thấy cao? Đấy, nói là cao nhưng nó phải so với cái gì? Cao hay thấp là so với cái gì? Thì câu hỏi này không có trong bài nên là tôi nói được là cha mạng không được. Cao là so với mệnh giá cổ phiếu 10.000, và nếu như nhà đầu tư người ta bỏ ra đúng 10.000 để mua cổ phiếu thì người ta sẽ thu được 3.400. Như vậy là so với việc gửi ngân hàng này là quá cao, vì lãi suất ngân hàng bây giờ có 6%, 5,8-6%, bây giờ đến được 34,4%, đấy là cao. Thế nhưng mà nếu mà lại so với cả cái tiền mà ông chủ đầu tư ông bỏ ra để mua cổ phiếu này thì lại chưa chắc đã cao. Thế nên là ta phải xem xét đến cái hệ số P trên E. Thế ở đây thì tôi cho là giá cổ phiếu mới có 18.000. Thì lấy 18.000 mà chia cho 3,44 đồng như cổ phiếu ấy, thì nó ra được 5,23. Như vậy là nếu mà một nhà đầu tư mà người ta bỏ ra 18.000 thì người ta cũng chỉ thu được lãi là khoảng 18-19% thôi. Nếu mà người ta bỏ ra 20.000 thì là người ta thu lãi là có 17,2%. Chúng ta chung dạy. Thế còn nếu như ông này mà cái giá cổ phiếu của công ty này nó lại là 100.000 thì đứng từ góc độ nhà đầu tư nhé, thì lúc bây giờ là suất sinh lời đối với cái tiền đầu tư nó lại không phải 3,4% nữa mà nó lại chỉ có 3,44%, thì đấy lại là rất thấp. Đấy, chúng ta phải nhìn nhận đấy là từ góc độ nhà đầu tư. Thế còn từ góc độ doanh nghiệp ấy, thì doanh nghiệp này có suất sinh lời lớn thì chứng tỏ là cái khả năng sinh lời cũng lớn. Thế chúng ta đã xong ý thứ ý A là tính cái chỉ tiêu. Bây giờ ta mới phản ánh vào cái bảng tham chiếu. Thế chúng ta cũng đưa ra bảng. Rồi chúng ta phản ánh vào trong này tôi nhé. Thế khi đi thi thì các cái tỷ lệ của ngành cái tiêu chuẩn này thì tôi đã cho rồi, ta chỉ lập bảng
Thế như bài này chúng ta có thể bỏ cái cột 5N, chúng ta điền các cái thông tin vào cái cột 5N thì một thôi. Thế bây giờ ta đưa ra các nhận xét. Nhận xét về các chỉ tiêu liên quan đến dự phòng nhiệm vụ thì có hai nhận xét. Nhận xét thứ nhất ấy là tỷ lệ dự phòng nhiệm vụ trên vốn chủ sở hữu cao hơn nhiều so với tỷ lệ bình quân của ngành. Trong khi các tỷ lệ khác về dự phòng nhiệm vụ lại nhỏ. Chứng tỏ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bảo hiểm chưa tương xứng quy mô kinh doanh. Để ta nhìn vào các cái chỉ tiêu về dự phòng nhiệm vụ thì dự phòng nhiệm vụ trên vốn chủ sở hữu là 245%, lớn hơn của ngành 158% rất nhiều. Như vậy là chứng tỏ là vốn nhỏ. Thế còn các chỉ tiêu về dự phòng nhiệm vụ và trên phí giữ lại thì lại là nhỏ hơn trung bình của ngành rất nhiều. Đấy. Như vậy là có hai vấn đề đặt ra, một là cần phải tăng vốn. Bởi vì khi mà vốn nhỏ mà dự phòng nhiệm vụ nhiều, có nghĩa là cái quy mô kinh doanh nó đang có xu hướng lớn thì có nguy cơ là sẽ đe dọa tới, đấy là cái tính an toàn bền vững của doanh nghiệp. Thế còn các chỉ tiêu mà dự phòng nhiệm vụ trên phí nó lại nhỏ thì cần phải xem xét lại phương pháp trích lập, là có hai ý là cần phải tăng vốn và xem xét lại phương pháp trích lập để cho dự phòng nhiệm vụ nó tăng lên. Thế chúng ta đã kết thúc bài 7. Có ai hỏi gì thêm không? Không ai hỏi gì thêm, ta tạm nghỉ ít phút, để tạm nghỉ khoảng
15 phút. Rồi ổn quá. Và bà ta sẽ chuyển tiếp.
Mời tất cả vào lớp. Nào có ai hỏi gì bài cũ không? Có ai hỏi gì những cái bài vừa rồi? Thấy nắm được cái gì? Nào chị Huyền Trang 33L1 đây. Có hỏi gì không? Dạ không ạ. Thế là làm ở nhà làm được giống thế không? Chị Trang đâu rồi? Dạ, thầy chỗ em hiểu rồi ạ. Hôm nào lên thi rồi tôi kiểm tra. Anh chị nào mà có vở ghi thì mới là được sử dụng, và nếu mà vở photo của người khác là không cho sử dụng. Thế còn cái tài liệu khác photo thì mới được. Nào không ai hỏi gì nữa, bây giờ ta lúc này ta chữa đến bài 7 rồi, bây giờ ta sang đến bài 8. Để bài 8 người ta ghi là từ kết quả các chỉ tiêu trên báo cáo hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu đánh giá về đủ về vốn có thể tính được năng nào trừ một của doanh nghiệp PDIX thì hãy đưa ra đánh giá về mức độ đầy đủ về vốn năng nào trừ một của doanh nghiệp PDIX thì những liên quan năm bên đạt trừ một lúc nãy ở bài bản chúng ta đã tính rồi. Đấy, bài ta thì tính các chỉ tiêu chủ yếu lúc nãy ở bài bản chúng ta đã tính rồi, phí gốc rồi phí giữ lại rồi phí được thưởng. Thế rồi chi bồi thường, rồi bồi thường rồi trách nhiệm giữ lại, rồi bồi thường phát sinh, đấy lúc nãy ta tính rồi. Chi phí hoạt động rồi đến lợi nhuận. Rồi cái nhóm chỉ tiêu thứ hai là chỉ tiêu phản ánh mức độ đầy đủ về vốn, như là tổng phí bảo hiểm trên vốn chủ sở hữu, rồi phí giữ lại, thế rồi trợ vốn. Trước khi đưa ra nhận xét thì ta phải lập biên bản để kết hợp với những tỷ lệ tham chiếu và đưa ra đánh giá. Ta đưa ra cái biên bản mà kết hợp với những tỷ lệ tham chiếu và các cái tiêu chuẩn đánh giá. Tức là cái bảng ở trang 1 thôi. Việc ta đưa ra các đánh giá thì có 3 đánh giá.
Đánh giá ở đây là chủ yếu là đánh giá về những cái chỉ tiêu về vốn trong mối quan hệ với khả năng thanh toán. Nhưng mà lúc nãy là ta đánh giá về dự phòng nghiệp vụ rồi. Thì chúng ta thi thì chỉ có trong thời gian là có 60 phút thôi, cho nên là nếu mà đưa số liệu này thì chỉ yêu cầu chúng ta tính một phần và đánh giá một phần thôi, chứ chúng ta mà làm hết thì không đủ thời gian. Thì về vốn thì có 3 đánh giá là: đánh giá thứ nhất là doanh nghiệp đã có biện pháp tăng doanh thu, giảm chi phí, điều này giúp doanh nghiệp duy trì thị phần và đảm bảo kết quả kinh doanh tốt. Duy trì thị phần và kết quả kinh doanh tốt. Thì ta thấy phí bảo hiểm là đều là các cái chỉ tiêu phí bảo hiểm trên vốn là đều tương đối lớn, như vậy là chứng tỏ là doanh thu là cũng là tốt. Thế rồi lại có lợi nhuận là chứng tỏ là chi phí giảm, thế đấy là điều này tốt. Đánh giá thì có đánh giá cái kết quả đạt được và cái chưa được. Thì cái ý thứ nhất là muốn nói về điểm đạt được, ý thứ hai, thứ ba là những điểm chưa được, ý thứ hai là tuy nhiên tổng phí bảo hiểm, phí giữ lại và trợ vốn trên vốn chủ sở hữu vượt quá tỷ lệ bình quân của ngành, vượt hoặc sát ngưỡng tiêu chuẩn. Đấy, ta nhìn thấy này, tổng phí bảo hiểm này, thế rồi phí giữ lại, trợ vốn này, đều vượt quá cái tỷ lệ của ngành. Thế rồi chỉ tiêu phí giữ lại cho vốn chủ sở hữu là 428, nó lại lớn hơn nhiều so với tiêu chuẩn là 300. Trợ vốn 14,9 thì nó sát ngưỡng với 15. Thế là ba chỉ tiêu này hoặc là vượt của ngành, hoặc là vượt hoặc sát ngưỡng tiêu chuẩn, vượt quá cái ngưỡng 300% và sát cái ngưỡng 15%. Điều này chứng tỏ là doanh nghiệp bảo hiểm tăng trưởng mạnh, phí bảo hiểm của các nghiệp vụ có tỷ lệ tái bảo hiểm cao, hoặc mức giữ lại, hoặc giảm mức giữ lại để đảm bảo các yêu cầu về khả năng thanh toán. Đấy, phí tăng mà cái trợ vốn cũng tăng thì chứng tỏ là các cái nhiệm vụ có tái bảo hiểm là tỷ lệ phí tăng cao, cho nên là tăng phí thì nó kéo theo là nhượng tái cũng nhiều, nhượng tái nhiều thì cái tỷ lệ phí nhượng tái nhân với cái phí nhượng tái chưa được hưởng nhân với hoa hồng, tức là trợ vốn nó mới cao. Như vậy là những cái nhiệm vụ mà có tái bảo hiểm nó sẽ tăng mạnh. Và nhận xét thứ ba là ta thấy là doanh thu trên vốn chủ sở hữu cao, trợ vốn lớn, chứng tỏ doanh nghiệp đang đối mặt với các nguy cơ rủi ro phát sinh từ hoạt động bảo hiểm. Đối mặt với các nguy cơ rủi ro phát sinh từ hoạt động bảo hiểm. Thế tôi hỏi cả lớp là tại sao mà trợ vốn lớn mà doanh nghiệp lại vẫn phải đối mặt với nguy cơ, trong khi đó trợ vốn là khả năng hỗ trợ về chi phí trong tương lai. Cả lớp.
Có ai biết? À, chị Văn Thị Thúy Hiền. Số 11 đây này, là tầng 1 đây này. Đâu? Chị Thúy Hiền đó. Em cũng chưa biết ạ. Đâu chị đâu? Thế là phát biểu kém gì nữa. Đây là quá kém. Tôi quá kém. Không có tí suy nghĩ nào về bạn. Nào bạn Lương Thị Huệ. À, dạ. Em nghĩ là nếu mà chợ vốn lớn thì doanh nghiệp đấy kiểu nó sẽ bị phụ thuộc vào cái chợ vốn đấy ạ. Thì từ đó kiểu nó sẽ có nhiều rủi ro ấy ạ. Phụ thuộc vào chợ vốn đấy có nghĩa là phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc tài chính ạ. Kiểu doanh nghiệp đấy sẽ không tự chủ được tài chính của mình ấy, thì em nghĩ là sẽ gặp rủi ro. Không tự chủ về tài chính như thế nào? Chị này cam đâu mà không thấy, chỉ thấy bông hoa. Máy của em nó đang bị lỗi cam ạ. Nói chung là phát biểu chẳng thấy có tí kiến thức nào. Là chị Nguyễn Thị Hường, số 14 đầu. Đây ạ. Em thấy chỗ vốn lớn thì các doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vốn vay từ bên ngoài thì chị đang nói ở đâu mà lại vốn vay từ bên ngoài? Có biết tôi đang nói gì không? Chợ vốn lớn chứng tỏ doanh nghiệp đang đối mặt với nguy cơ rủi ro phát sinh từ các hoạt động bảo hiểm. Nhưng tôi hỏi tại sao lại như thế? Tại vì các doanh nghiệp vốn của các doanh nghiệp thì được vay. Chợ vốn thì nó được tính như nào? Hay nó khác là bằng cái gì, cộng trừ hay nhân chia cái gì? Nãy tôi chữa bài tôi cứ nói, đến đâu tôi nói, đi thiết đến đấy xong lấy số vào. Chị này có biết tính cái gì về cái gì nào? Thế nào chị Phạm Thanh Hà, chị hay là anh Phạm Thanh Hà này, này có vào lớp không? Phạm Thanh Hà đâu rồi? Phạm Thanh Hà đâu? Vắng à? Lớp trường thông báo anh này học lại anh nhé. Không biết anh hay chị đây. Nào anh chưa quan diễn đâu nhỉ? Em có. Có biết thì sao không?
biết vì sao vào, vì sao vào. Thế con biết trợ vốn được tính như thế nào? Cái này em chưa biết thầy ạ. Một là học suốt, hai là lúc chữa bài tôi cũng đã nói lại rồi, lại vẫn chưa biết nữa. Thế thì từ nãy giờ anh không nghe thế nào à? Trong các bài trên đều có tính trợ vốn đấy. Tính trợ vốn. Thế nha, anh này cũng học lại thì anh cũng nghỉ 5 buổi rồi. Thế để anh phát biểu xây dựng bài được thì tôi sẽ đi, nhưng mà anh cũng chẳng muốn xây dựng bài, học lại cho nó nắm các kiến thức. Mấy bài trên tôi đều có công thức tính trợ vốn đấy, mà tôi cứ nói đi hết rồi tôi tính không tính được. À, thử xem bạn Nguyễn Như Huyền nè. Nguyễn Như Huyền đâu? Là em đây ạ. Em thưa thầy là trợ vốn thì bằng phí nhuận tái bảo hiểm chưa được hưởng nhân với tỷ lệ hoa hồng nhuận tái bảo hiểm ạ. Tại sao nói trợ vốn đó thì đấy lại là nguy cơ đe dọa tới tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Em thưa thầy, em nghĩ là trợ vốn lớn thì cái việc sao nhỉ? Cái việc cái việc nợ xấu nó cao ấy ạ, thì doanh nghiệp nó sẽ xảy ra nhiều rủi ro hơn. Trợ vốn nợ xấu liên quan gì với nhau mà. Thì em nghĩ là chị định nói nợ xấu nghe như là ngân hàng kiểu như là anh chị học về tài chính mà anh chị tôi hỏi anh chị phát biểu mà anh chị phát biểu như là đang làm nghề lái xe Grab vào. Nghĩ là trợ vốn nó cao quá thì doanh nghiệp nó sẽ quá phụ thuộc vào cái khoản trợ vốn đó, cho nên là kiểu nó không chủ động được. Cái trợ vốn lớn khi nào? Khi nào? Trợ vốn lớn khi nào? Khi doanh nghiệp khi nào thì có nghĩa là người ta phải dựa vào cái công thức tính đi thôi. Khi những cái phí nhận tái bảo hiểm nó cao ạ. Hoặc là cái tỷ lệ hoa hồng nhận tái bảo hiểm nó cao lên. Đấy, cái tỷ lệ trên thị trường tái thì nó tương đối ổn định rồi. Vâng. Thế thì vậy thì trợ vốn cao khi nào? Khi phí nhuận tái bảo hiểm chưa được hưởng tăng lên. Thế thì nó đe dọa như thế nào? Dạ. Và thế thì nó đe dọa tới tình hình kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào? Nhận tái bảo hiểm
Vậy là trợ vốn tăng khi mà nhượng tái nhiều. Cái nhượng tái nhiều nhưng mà theo hợp đồng bảo hiểm gốc thì nếu rủi ro xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm trước đầu tiên là phải bồi thường cho gì ạ? Cho khách hàng bảo hiểm, sau đó mới đòi người nhận tái. Thế bây giờ nhượng tái nhiều thì nhỡ đòi mà cái ông nhận tái ông ấy lại không thanh toán được hoặc chính ông bị phá sản, thế thì có phải là toàn bộ rủi ro là cái người bảo hiểm gốc phải gánh chịu không? Đấy, cho nên người ta mới nói đấy là gì ạ? Là đe dọa là như thế. Nó tương tự như là tôi đã ví dụ nhiều rồi đấy. Chị đi bán thịt lợn, chị mua lợn, xong rồi về chị lại bán gì ạ? Bán cho khách hàng. Thế bây giờ khách hàng người ta mua chị, thế cái ông bán lợn cho chị, tối ông ấy đến ông ấy trực sẵn ông ấy đòi tiền chị rồi mà chị lại không thu được tiền của cái ông mua thịt lợn của chị. Thế về thì làm gì có tiền mà trả cho cái ông bán lợn cho chị. Thế nó trả là đe dọa đến chị đi thôi. Rất dễ hiểu, thế mà sao không ai nói được. Cái ông chủ đề ông ấy nhận một người đánh đề ví dụ như là 1 triệu con số bẩn bẩn tối đề trúng đúng là con số 77, thế thì cái ông chủ đề ông ấy lại mang 500 ông ấy lại đánh ở cái chỗ khác. Như vậy sau khi ông ấy trả cho cái ông khách hàng 70 triệu thì ông phải đi đòi từ cái ông kia 35 triệu. Thì như vậy là nếu mà không đòi được 35 triệu thì cái ông mà chủ đề ông ấy trả rơi vào nguy cơ là bị bất khả năng thanh toán. Đấy là nguyên nhân là do cái người bảo hiểm gốc ấy phải chịu trách nhiệm bồi thường ngay cả khi không đòi được tiền thu bồi thường từ nhượng tái. Trợ vốn lớn có nghĩa là nhượng tái nhiều, mà nhượng tái nhiều mà lại không đòi được từ cái người nhận tái thì chả là nguy cơ gặp rủi ro trong kinh doanh. Ta không có liên hệ tư duy nó logic thế mà sao không nói được. Đấy, để khắc phục thì phải thực hiện các biện pháp. Để đây nêu ra biện pháp chủ yếu đó là doanh nghiệp bảo hiểm cần bổ sung vốn chủ sở hữu. Bổ sung vốn chủ sở hữu để tương xứng với quy mô kinh doanh. Đủ có thể đối mặt với các rủi ro trong hoạt động, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững. Đảm bảo sự tăng trưởng bền vững. Em thưa thầy, nếu trong thực tế mà cái ông khách hàng ông đòi đến cái ông bảo hiểm gốc mà ông bảo hiểm gốc thì lại chưa thể đòi được cái bảo ông nhận tái ấy, thì trong trường hợp đấy thì doanh nghiệp bảo hiểm gốc sẽ phải làm như thế nào ạ? Thì việc mà quan hệ với ông gốc với cái ông nhận tái là độc lập với cái ông khách hàng với ông bảo hiểm gốc thì anh không đòi được thì anh sẽ treo một cái khoản phải thu đối với người nhận tái thì sao? Còn tiền trả cho khách hàng anh vẫn phải chuyển. Dạ vâng ạ. Nó như chị đi bán thịt lợn ấy, thì chị vẫn cứ phải trả tiền cho cái ông bán lợn cho chị. Một mặt là trên sổ kế toán của chị thì vẫn còn cái khoản phải thu đối với ông mua thịt lợn. À, nhưng mà ví dụ trong trường hợp là ông gốc ấy, ông ấy không đủ khả năng chi trả ấy ạ, thì mình có được gia hạn với khách hàng không ạ? Gia
gia hạn hay không thì do hai bên người ta thỏa thuận gì. Thì các văn bản pháp lý người ta quy định là sau khi nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 15 ngày thì bên bảo hiểm phải thanh toán cho bên việc bảo hiểm. Thanh toán chậm thì còn phải trả cả lãi tính trên số tiền được trả. Thì có hiện nay các cái hợp đồng tái bảo hiểm hiện đại ấy, thì người ta đưa vào cái điều khoản, người ta gọi là điều khoản cắt xù. Tức là người ta thỏa thuận với nhau là trong trường hợp cái người bảo hiểm gốc ấy, mà rơi vào tình trạng là không đảm bảo khả năng thanh toán hoặc là phá sản thì người nhận tái sẽ thanh toán thẳng cho cái người bảo hiểm ấy, cái người người được bảo hiểm ấy, người thụ hưởng này, tức là cho khách hàng bảo hiểm. Thế còn bình thường thì cái ông bảo hiểm gốc mà ông ấy thanh toán cho khách hàng rồi mà ông ấy không thu được cái phần khoản thu của người nhận tái thì ông ấy cứ phải chờ đó gì nữa. Chờ đó sau một thời gian không thu được thì người ta sẽ phải ghi nhận đó là khoản gì. Đấy, hôm trước mình nói đến khả năng thanh toán đã đề cập rồi đấy. Sau một thời gian không đòi được thì phải ghi nhận là gì? Các anh chị thế hôm nọ nói về khả năng thanh toán thì tôi đã cho ví dụ rồi, bây giờ chẳng này học cả phần kế toán rồi mà. Đấy, tài chính kế toán rồi phân tích nó cứ lùng nhùng, nó loanh quanh, nó quan hệ với nhau. Thế không đòi được thì người ta chia làm hai trường hợp. Người ta một là các khoản không có khả năng thu hồi. Hôm trước tôi nói là ví dụ như là cái ông nhận tái ông ấy lại bị phá sản hoặc là ông ấy gặp rủi ro, ví dụ như đùng cái cả giám đốc, tổng giám đốc, nhân viên rồi cả văn phòng các thứ gặp cơn sóng thần nó cuốn hết, thế bây giờ đòi làm sao được? Hoặc là người ta gặp hỏa hoạn. Đã. Toàn bộ tài sản bị thiêu rụi hết. Đấy là cái khoản đấy được quy vào, được xếp vào là khoản phải thu nhưng không có khả năng thu. Thế còn nếu mà lâu lâu quá không đòi được, quá từ 2 năm trở lên đấy, thì người ta gọi là nợ quá hạn. Thế thì khi mà bắt đầu có nợ khó đòi thì người ta đã phải lập dự phòng nhỏ. Mà khi mà nó chuyển sang là không có khả năng thu hồi hoặc là nợ quá hạn thì người ta phải lấy cái dự phòng đấy, người ta bù vào cái khoản nợ đó, thì người ta gọi là xử lý các khoản nợ quá hạn hoặc là nợ không có khả năng thu hồi đấy. Mà trong cái toán đấy là khi mà lập dự phòng đấy là người ta phải như trong doanh nghiệp bảo hiểm là người ta ghi nợ tài khoản chi phí tức là 642, có tài khoản 229. Cái trước thì người ta còn có hai tài khoản nên là dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn và dài hạn là 129 và 229. Nhưng bây giờ người ta bỏ tài khoản 129 và chỉ còn tài khoản 229 thôi. Đấy là cái khoản phải thu 131 đấy, khi mà lập dự phòng đủ thì tức là cứ mỗi năm đấy người ta trích một ít dự phòng, tức là ghi vào bên có tài khoản 229, nợ tài khoản chi phí có tài khoản 229. Ví dụ như là cái khoản phải thu là 300 triệu chẳng hạn, tức là khi trích đủ 300 triệu mà lại phải thu này được xếp vào là
nợ quá hạn rồi, thế là người ta ra quyết định để xử lý. Xử lý thì người ta sẽ ghi là nợ tài khoản 229 là để chuyển hết cái dự phòng đi, tức là có tài khoản 131, bởi vì khi phải thu thì phải ghi nợ tài khoản 131. Nên chưa thu được tiền thì cứ treo ở đấy. Thì khi mà dùng dự phòng để xử lý thì sẽ ghi là nợ tài khoản dự phòng và có tài khoản phải thu. Đấy là trong trường hợp mà dự phòng là đã trích lập đủ tương ứng với khoản phải thu. Nhưng còn trong trường hợp mà dự phòng mới trích được một phần, ví dụ như phải thu 300 mà dự phòng mới trích được có 200 rồi, thì còn 100 nữa chưa lập dự phòng thì cũng phải trừ vào chi phí. Cho nên là kế toán lại phải ghi là nợ tài khoản chi phí, ví dụ như là 642-100, nợ tài khoản dự phòng 229-200, có tài khoản phải thu 300. Đấy, đấy là khi mà xử lý các khoản phải thu mà lại chưa lập dự phòng đủ. Bây giờ giả sử cái khoản dự phòng, cái khoản phải thu ấy xử lý rồi, nhưng đùng cái đến sang năm là cái ông nhận tái ông mới lại có tiền, ông lại mang cái ông trả nợ, thế thì lúc bấy giờ là cái khoản mà ông mang đến này sẽ được ghi nhận là cái gì cả lớp? Sẽ được ghi nhận là gì cả? Nào, anh danh đâu cũng biết không? Đây là vốn chủ sở hữu ạ. Hữu hữu gì ở đây? Cái gì có phải cái gì dễ vào vốn chủ sở hữu đúng không? Đấy, các anh chị về nguyên lý, các anh chị hầu như đi học sao chả có tư duy. Tự nhiên người ta tư duy là ở đâu một cái ông lại mang về cho mình cái gì thì người ta phải tư duy đến. Trong doanh nghiệp bao giờ người ta chia làm ba hoạt động, đó là hoạt động kinh doanh, tức là chia nhỏ ra thì cái hoạt động kinh doanh nó lại tách ra làm hai, đó là hoạt động kinh doanh chính. Như là trong doanh nghiệp bảo hiểm, đó là kinh doanh bảo hiểm. Mà kinh doanh bảo hiểm thì gồm có gốc rồi nhận tái, nhượng tái và khác. Thế cái hoạt động kinh doanh thứ hai đó là hoạt động tài chính. Bây giờ cái hoạt động thứ ba thì người ta gọi là hoạt động khác hay còn gọi là bất thường. Tự nhiên có ông lại mình đã xóa cái khoản nợ rồi, quên ông đi rồi, thế bây giờ ông lại mang đến thì phải ghi được thu nhập khác. Đấy, có cái tư duy nó rất dễ thôi mà sao không nhớ được. Và vừa mới học cái làm cái bài trên ý, công ty cổ phần ý, muốn đưa vào là vốn thì người ta phải phát hành cổ phiếu thì mới nó mới có thành vốn đầu tư của chủ sở hữu. Trong quá trình kinh doanh người ta mới bổ sung vào các quỹ, rồi lợi nhuận chưa chia hết người ta để lợi nhuận chưa phân phối thì mới là vốn chủ sở hữu. Ngay cả một người nào đấy, bây giờ ví dụ như là mang biếu doanh nghiệp chẳng hạn như là 100 tỷ chẳng hạn, thì bảo tôi biếu để tăng vốn chủ sở hữu thì chế độ kế toán người ta cũng không cho phép là cái doanh nghiệp này là ghi thẳng phát là nợ tài khoản tiền mặt của tiền gửi ngân hàng thì có tài khoản 411 ngay đó, mà người ta bắt phải ghi vào là thu nhập bất thường trước. Đấy, là phải nợ tài khoản tiền và có tài khoản là 711. Đấy. Thế các anh chị lại biết là tại sao người ta lại bắt phải là ghi vào 711 không?
Anh Đông có biết tại sao người ta lại bắt phải ghi vào 711 không? Vì nó không thu nhập nó không rõ ràng như thế, nó không có Sao không rõ ràng? Trừ trường hợp người ta điều tra là cái ông biếu để ông đi rửa tiền chẳng hạn, thì anh ấy bảo không rõ ràng. Còn anh là thành lập doanh nghiệp, tự nhiên có ông đến, ông ấy biếu, nhưng mà ý tôi muốn nói là ông ấy biếu, ông bảo tôi biếu các anh thì các anh muốn làm gì làm, nhưng mà ý trong cái biếu người ta cũng có thể, người ta sẽ có những các cái văn bản là người ta yêu cầu là phải đưa vào vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư của chủ sở hữu chẳng hạn. Thì Không phải là bởi vì là có cái người khoa người ta yêu cầu là đưa vào quỹ phúc lợi chẳng hạn, thì cũng vẫn phải cứ đưa phải qua 711. Nhưng mà ý tôi muốn hỏi là tại sao người ta không cho thẳng một phát nợ tài khoản tiền 11 hoặc là 112 mà có tài khoản 411, mà lại người ta chế độ kế toán bắt phải ghi qua tài khoản 711? Bởi Tại vì vì là cái này nó không phát sinh thường xuyên nên là ghi vào 711 ạ. thường xuyên thì cũng là một ý thôi, nhưng mà nó không phải là ý trọng yếu. Ý của cái nhà lập pháp đó là những người ta soạn ra cái chế độ kế toán là người ta bắt là cái khoản tiền này là phải chịu nộp thuế. Đã. Anh hình dung được chưa? Tự nhiên cái ông doanh nghiệp được một khoản tiền, ông phải bị nhà nước phân phối lại chứ, một phần chứ. Thế cho nên nếu mà anh ghi thẳng phát vào nợ tài khoản tiền có tài khoản 411 thì toàn bộ tiền đấy nó chui vào là vốn chủ sở hữu. Thế nhưng mà anh ghi qua 411 này anh phải nộp cái thuế thu nhập doanh nghiệp đấy. Đấy, anh hình dung chưa? Bây giờ là 20%. Đấy, vừa rồi thì do ảnh hưởng của Covid thì có giảm, nhưng mà doanh nghiệp bảo hiểm thì không được giảm. Đấy, ý của người ta muốn là ông phải nộp thuế và có hai cái khoản mà cơ quan thuế người ta không cho phép là bù trừ. Một là cái tiền lãi thu được do kinh doanh bất động sản. Toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là lỗ, nhưng mà lãi lỗ có thể bù trừ cho nhau, nhưng mà riêng kinh doanh bất động sản này là nếu có lãi là bao giờ cũng phải nộp thuế, để không được cộng với cả các khoản lỗ của hoạt động kinh doanh hoặc là cái hoạt động đầu tư tài chính khác. Và hai nữa là chính là cái khoản mà được biếu tặng là cũng phải hạch toán riêng đấy, chứ không được cộng với cả cái thu nhập khác, xong ra lãi thu nhập khác, xong cộng lãi thu nhập khác với lỗ của kinh doanh lại là tổng hợp là lỗ rồi, là không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Đã, không phải như thế, nó phải tách riêng cả. Đấy, chính cái này này nó làm cho rất nhiều người trong doanh nghiệp ấy, người ta cố tình hạch toán sai để trốn thuế và bị cơ quan công an người ta phanh phui ra. Đấy, nên sau này là các anh chị phải đọc kỹ các quy định. Đấy, đấy là ta đã xong bài tập 8. Có ai hỏi gì bài tập 8 thì chúng ta hỏi ngay. Bài tập 9 và bài tập 10 thì nó đúng là hai cái ví dụ 1 và 2 ở chương 1. Để ta về ta xem tôi đã chữa một bài, ta về ta bắt chiếc. Đến bài tập 11 và tập 12 đấy, thì nó tương tự như bài 7 và bài 8 đấy, ở trên. Ví dụ như là bài 11 thì người ta yêu cầu là tính các chỉ tiêu của 5N. Đấy. Thế còn là bài 7 ấy, thì người ta yêu cầu là tính của 5N trừ 1. Cách tính của nó
tương tự như thế. Đây này, chúng ta xem cái báo cáo và hoạt động kinh doanh thì ta người ta thấy rõ. Tại lúc nãy ta tính của 5N trừ 1 tức là của năm trước ấy. Người ta lấy 599, 726 này rồi ta trừ đi các khoản giảm trừ ấy. 269, 509, 18, 42. Thế còn bài 11 thì người ta yêu cầu tính của 5N thì ta phải lấy 729, 107 trừ đi 142, 2587, 877. Đấy. Thế là nó tương tự như vậy thôi. Để ta về ta bắt chiếc ta tính. Rồi ta cũng lên các cái bảng để so sánh với các cái tỷ lệ ngành và tham chiếu. Thế rồi bài 12 thì cũng tương tự như bài 8 vừa rồi. Thế nhưng mà lời lẽ nhận xét đánh giá này thì nó hơi khác. Thế là về ta tự làm thôi. Để tôi hướng dẫn như thế. Tôi đây tôi tính ra hết rồi đấy. Cho thời gian để các anh chị lúc tôi hỏi lại các anh chị cứ như trên trời đi xuống để các anh chị tự làm thì các anh chị sẽ nhớ hơn. Là chúng ta kết thúc nội dung của môn học. Trong môn học thì còn một phần nữa, đó là phần là giới thiệu phương pháp đánh giá xếp hạng của ba cái tổ chức đánh giá xếp hạng mà tôi đã giao cho các nhóm về làm bài tập và thuyết trình. Nhưng mà do thời gian hết rồi cho nên là chắc không thuyết trình được. Thì tôi xem nếu mà có thời gian không giải đáp thắc mắc ấy, mà tôi trình bày được thì tôi trình bày, còn nếu không thì sẽ coi là tài liệu chúng ta sẽ tự nghiên cứu. Và khi thi thì chúng ta làm bài tự luận mở vở, cho nên là cũng có thể hỏi vào cái phần đó để chúng ta sẽ. Thế hôm nay chúng ta đã kết thúc nội dung chương trình. Thế từ nay đến hôm thi thì các anh chị tôi đã dặn lớp 2 rồi là chúng ta sẽ phối hợp 4 lớp lại. Để nếu mà cần một buổi giải đáp thắc mắc thì sẽ liên hệ với tôi để tôi sẽ thu xếp để trước khi thi. Còn nếu không thì chúng ta có thể sẵn sàng vào làm bài để là có đầy đủ kiến thức để có thể giải bài được rồi. Có ai hỏi gì thêm nữa không? Không ai hỏi gì thêm, chúng ta đang nghỉ ở đây, chào cả lớp.